Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cách làm sao mà chăm sóc cái cây xoài để nó ra hoa và ra quả đạt được cái hiệu quả kinh tế cao. Thì trước đây ở Việt Nam mình thì cũng có làm nông nhưng mà cũng không có chuyên lắm. Qua đây thì mình cũng cũng không có làm nông nhưng mà nhà mình cũng có một số cây ăn quả trong vườn. Thành ra mình cũng rút ra một số kinh nghiệm để làm sao cho cái cây nó ra hoa và ra trái được nhiều. Như các bạn đã biết á, thì ở Mỹ này cây xoài không phải là cái cây của cái địa phương này. Ở Cali này thì đa số là trồng được nhưng mà cái xoài không phải là cái cây của cái vùng nhiệt đới. Ở đây mình có một cây xoài phía sau mình, lưng mình đây, thì cây xoài này là cây xoài mễ nhưng mà rất là ngon ngọt. Thì sau nhiều năm rút kinh nghiệm ra thì mình rút ra một số kinh nghiệm để làm sao cho hoa nó ra được nhiều và nó đậu trái. Thì như các bạn đã biết á, cây xoài á, thì vào tháng 3, tháng 4 thì nó bắt đầu nó trổ bông. Thì khi mà chúng trước đó làm sao mà nó có bông thì chúng ta cũng phải bón phân, và trong quá trình khi nó ra bông rồi, ra trái rồi, chúng ta cũng phải bón phân để cho cái trái nó phát triển. Chứ không thôi có bông rồi nó không đủ phân nó cũng rụng hết, rồi không có nước nó cũng rụng hết, rồi tới khi cái nó có trái ra rồi, trái nhỏ rồi, chúng ta không bón phân nữa thì cái trái nó cũng sẽ nhỏ thôi. Đó. Thì thành ra chúng ta phải nghiên cứu làm sao để bón phân đúng kịp thời, đúng thời vụ để phân ra hoa, ra quả, trái nó phát triển hợp lý. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm như thế này. Thì cây xoài của mình đây, các bạn xem. Đây là xoài nó đã ra trái khoảng hơn 1 tháng. Đó. Đó. Xoài lá đó, bông rất nhiều. Có rất nhiều trái tượng như thế này. Đó. Trái bây giờ là bắt đầu bằng ngón tay rồi nghe các bạn. Đó. Thì mình trong cái video clip mình sẽ có ghi thêm cụ thể cái thời gian. Đầu tiên thì chúng ta bón phân, nói về phân trước. Về phân á, thì chúng ta sẽ tháng 3, tháng 4 khi mà nó đã ra hoa rồi. Thì ở Cali này thì nó có 4 mùa rõ rệt. Thì đầu tiên thì chúng ta nói về mùa xuân trước. Khi mà mùa xuân á, thì khoảng tháng 3, tháng 4 thì cây xoài nó sẽ ra bông. Và khi ra bông á, thì cũng khoảng chừng 15 ngày, 20 ngày thì chúng ta tiến hành. Khi mà cái lá này nó đã bắt cái trái này nó đã nhỏ nhỏ như thế này rồi á, thì chúng ta tiến hành là bón phân. Thì phân á, như các bạn đã biết á, chúng ta đầu tiên chúng ta phải bón là phân hữu cơ. Phân hữu cơ ở ở Mỹ này á, thì mình không không ở gia đình chúng ta không có làm, không có tạo ra được phân hữu cơ. Chúng ta chỉ có lấy lá rồi một số cái phế phẩm trong sinh hoạt gia đình chúng ta cũng tạo ra phân, nhưng mà cái đó không nhiều được, chúng ta có thể phải mua thêm phân. Thì ở mình đây thì mình mua phân bò. Bò này là 1 đồng 58 sen cho một bao. Đó. Khi mua về á, thì để tránh cho cái tình trạng là nó hôi á, thì mình sẽ xẻ cái này ra, mình cắt cái bào ra và mình úp vào xuống dưới đất. Khi mình úp xuống dưới đất á, thì cái hơi á, cái mùi hôi á, nó sẽ thấm vào đất và nó sẽ không có hôi, không có loang tỏa trong 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 không khí nhiều. Và khi cắt này xong á, thì chúng ta tưới nước vào. Đó.
Khi cát nó bớt xong thì chúng ta tưới nước vào để cho nó hôi. Chúng ta để khoảng chừng 15 đến 15 20 ngày thì chúng ta mới tiến hành bón. Thì để nó phân nó hôi ha. Thì chúng ta cái phân này thì mình bón thêm phân này. Đó. Vicoro. Đó là 6, 4, 6. Thì phân vô cơ thì chúng cái loại Vigoro đó thì chúng ta bón là cho một lần nửa ký. Đó. Thì sau khi mà nó ra hoa, nó tạo trái nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay thì chúng ta bón nửa phân phân vô cơ và 30 ký phân hữu cơ, đó là phân bò. Đó. Thì xong khi trái nó phát triển tới khoảng tới tháng 6, tháng 7 thì trái nó đã bắt đầu bằng nắm tay thì chúng ta bón tiếp về phân vô hữu cơ nữa. Chúng ta cũng bón 20 ký đến 30 ký tùy theo cái cây xoài, tùy năm. Nếu mà cây xoài từ 5 đến 10 năm trở lên thì chúng ta phải bón từ 2 đến 30 ký. Và thêm nửa ký phân Vigoro nữa. Đó. Thì chúng ta bón làm hai đợt như vậy. Đó. Và khi mà chúng ta tới tháng 9, tháng 10 chúng ta bắt đầu thu hoạch, chúng ta ăn rồi á, chúng ta ăn sạch trái rồi, chúng ta thu hoạch trái hết rồi á, thì chúng ta bắt đầu tiến hành bón trở lại phân. Tại vì lúc đó cái cây xoài nó đã cạn kiệt rồi, nó đã ăn hết cạn kiệt rồi, thì chúng ta bón tiếp phân. Khi chúng ta bón phân như vậy á, thì nó sẽ tạo cho cái cây nó khỏe trở lại, để sau khi mà nó hết mùa đông qua tháng 11, tháng 12, tháng 11, tháng 12, tháng giêng trời lạnh thì nó sẽ giữ đó. Và khi mà qua hết cái mùa đông đó trở lại mùa xuân thì nó có một cái lớp phân ở dưới đó rồi, thì nó sẽ khi mà mùa xuân mà phát cây cối mà phát triển đó, cây đâm chồi nảy lộc thì nó có phân đó làm cho cây trái nó qua tháng 3, qua tháng 4, tháng 3 thì bắt đầu cây trái nó ra hoa kịp thời đó. Thì chúng tôi có một số kinh nghiệm như vậy đó. Thì ngoài cái cây xoài rồi ấy, thì mình cũng nhờ mình bón phân kịp thời đó. Thì bón phân thứ nhất là bón phân sau khi mà ăn trái qua rồi thì mình cũng mình sẽ thu được nhiều cái kết quả hơn. Ví dụ như bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số cái cây ở trong nhà mình. Ví dụ như cây bơ nó cao. Đó. Các bạn coi cây bơ chứ không phải. Bơ. Trái nè. Và mình cũng làm sao không để trái nhiều. Tại vì trái nhiều nó cũng không làm lớn được. Thành ra là một số trái là mình phải cắt bớt đi. Đó. Sẽ lặt bớt. Đó. Một nhánh vậy mình chỉ để ra là 2-3 trái thôi. Đó. Nhánh thì mình để 2-3 trái thôi. Nhánh thì mình để 1-2 trái thôi. Chứ mình không để nhiều. Đó. Để các bạn xem vô một nhánh này mình để 1-2 trái thôi chứ mình không để nhiều bơ đó, các bạn trái rất nhiều ta thấy trái rất nhiều ha. Đây là trái là bắt đầu thu hoạch được rồi đó. Khoảng chừng cái này còn khoảng 2 tháng nữa chúng ta mới bắt đầu thu hoạch được. Các bạn coi cây đào của mình đã rất nhiều. Có hoa này các bạn, đây là hoa măng cầu nha. Đó. Hoa măng cầu ở Mỹ này thì phải chấm nó, phải lấy cái phấn hoa của cái bông khác chấm vào cái bông táo. Táo tàu mình cũng bón phân đều. Bây giờ các bạn thấy là hoa táo tàu rất nhiều đây đó. Thì chừng nửa tháng, một tháng nữa bắt đầu nó tượng trái. Táo tàu. Rồi, hoa đã bắt
đầu ra này.